cô này phải ăn 16, 8 rồi. Dạ, bây giờ đang ăn rồi thầy. Rồi, dạ, rồi bước tới đi đứng là thấy bị giãn tĩnh mạch. Cái điểm đau ở đây thấy không? Là khi mà sờ vô nó cụm nè, thấy không? Thì đây nè, mình điểm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì mình vuốt nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha. Rồi mình nói nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi vuốt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thấy chưa? Rồi bắt đầu mình ấn xuống điểm nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi bắt đầu tiếp tục đẩy nữa. À. Thì cái cách mình hồi nãy giờ mình giải quyết chỉ là mới sơ khởi thôi. Bây giờ sư cô sẽ đi trở lại. Mọi người thấy là những cái van sau khi mở ra rồi, bấm ngũ bội tâm tinh rồi. Bây giờ mọi người sẽ xem sư cô đi lại coi nó có khác không nha. Giờ xuống đi thầy. Dạ, giờ sư cô đi đi. Đi thoải mái đi. Đó. Mọi người thấy khác không? Đỡ hồi nãy. Đó, thấy không? Thấy sư cô bây giờ đi thấy nhẹ nhàng, phảng phất hơn không? Đó. Thấy nó nhẹ hơn hồi nãy. À, đó là mình chỉ mới có là xương xương thôi đó. Thấy không? Rồi sư cô chạy đi cô. Chạy không nổi đâu. Thôi rồi đây. Không nói gì. À, cái này á, thì thứ nhất là nó làm cho trơn. Thứ hai á, là bản thân của nó đã chống viêm cái chân, cái chân rồi. Thành thử khi mình chà này xong á thì mọi người nhìn coi có tôi lướt nè, thấy không? Bây giờ tôi thử lướt coi cô có đau không nha. Rồi. Đau không? Đau. Cô á là cô đau, cô thấy nhìn liền. Không có đau gì hết. Đau ít thôi, đau ít là do mình ẩn thôi. Bị cái đau đó, cái đau mà của mà cái cơ băng á thì mọi người tưởng tượng là giống như mình ấn vô giống mình đạp cây đinh vậy. Nó đau dữ lắm đó nha. Cái chỗ mà viêm nó đau dữ lắm á, chút xíu mình làm đi cho lên. Bạn mình nữa. Cái này nè, thấy cái đường này đừng đi xuống dưới quá. Không. Không có đi xuống dưới quá, đây nè, cái là đó nè, thấy chưa? Thấy cái cục rõ ràng không? Cái cục này rõ ràng ha. Rồi. Rồi làm thử một hai người thôi, còn rồi chút xíu rồi mình làm cho bạn mình, thấy chưa? Rồi ok. Rồi nè. Khi mà đau đây điểm thấy là thấy đây cô ha. À, thì lúc đó mình sẽ dùng cái này mình ấn nè. Ha. Thì mọi người xin tôi ấn nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi mình thả ra nè. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi mình thả ra nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thả ra nè. Thấy chưa? Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thả ra. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thả ra. Mình làm cái ngón tay mình không có nổi đâu. Mình phải dùng cái dụng cụ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, thả rồi, thôi được rồi. Thế cái bắt đầu, mình lướt đây, rồi. Còn đau nữa không? Còn đau nữa. À, còn đau, đây nè, nó còn đau, em cha em rời sờ cái em thấy cái cục liền. Cái cụm. Đúng rồi. Rồi. Rồi đây nè, đây đúng không? Không, cái nào đau là đúng nói nha, đây không? Đây không? Thì mình nhìn cái gương mặt mình nhân rồi mình đẩy ha. Rồi mình đặt cái này xuống vô, rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, thả ra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thì mình ấn cái này á, là 7, 8 lần, 10 lần thì tùy. Ha? Nhưng mỗi lần ấn thì mình điểm 10 tiếng điểm, rồi mình thả ra. Ha? Rồi, xong rồi. Bây giờ, bắt đầu tới chân bên này. Thì mọi người sẽ thấy nó rất là lạ. Ha? Đây. Cái bây giờ tôi làm cái này xong tôi sẽ làm cho phim của cô thêm lần nữa. Cái phim cũ đầu còn cô đi không nổi nè, mời lại đây coi nè ha. Nên nhìn cái mạch máu nó tắt ha. Rồi bây giờ tôi đẩy tiếp nè, thấy không? Đây đau ha. Rồi tôi lại tiếp tục ấn. Cái này người lớn tuổi bị nhiều lắm, mà mọi người làm á đừng có ngại khó ha. Mà mình làm tại vì á cái khi mình làm cái động tác này á, cái người bệnh ta là nó giãn cái cơ cái chân đi khác liền à. Sao làm đánh đầu gối nó cũng đau. Bị cái mọi người biết là thốn gối tại cái dây á.
là cái gân nó bấu ở đây với bầu nè, rồi mình làm nó bị tác động lên nè, nó thốn lên đây phải không? Mà quan trọng là có đau ở đây không nè? Ở đây đau rồi phải không? Rồi mình làm thử luôn cái này nè, rồi thoát ra. Khi mình ấn mình duỗi á thì nó lại sẽ làm cái chân của mình ở cái gân á nó phục hồi lại nè, vô Phật luôn á. Nó đứng qua bên đây này coi nè. Rồi bây giờ thầy nói là được duỗi nè, cái cô nó đau nè, đau đây nè. Thì khi đau này á thì mình sẽ làm khác hơn chút, tức là khi đau á thì mình ấn cái này xuống nè, mình đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi bắt đầu mình vuốt nè, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hiểu không? Rồi cái này đừng có chơi cái vui này chơi vui này là nó tiêu á. Rồi bắt đầu mình đếm nữa, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi bắt đầu mình tiếp tục mình vuốt nữa ha. Rồi vuốt xong mình ấn, nhưng mà vuốt cái nhớ là vuốt như vậy nè, vuốt vậy nè, thấy chưa? Vuốt là vuốt lên nha, bị ở đây có nhiều cái van tĩnh mạch đó, nó bị tắc ha. Thành ra mình tác động này tác động gân, nhưng mà nó vậy. Rồi đau đây nữa, rồi bắt đầu mình ấn vô, thấy chưa? Rồi bắt đầu thả ra, rồi vuốt, rồi ấn vô, rồi thả ra, vuốt. Tất nhiên hồi nãy thì nói là đó là những người mà như cô thì mình làm này, nhưng mà nếu như mà cái ông nó mập nó khỏe như cái ông kia chân cẳng rồi nó cứng hết á thì bắt đầu mình phải chơi cái đòn này, mình đẩy ngược lại cho nó chắc ăn, đúng không? Và cái tay này nhẹ không, này là chơi chắc ăn phải không? Mà nếu mình đẩy cái này á thì mình điếm cho mình vuốt lên, vuốt ấn đó, đau thấy không? Vuốt ấn thấy không? Đó thiệt ra chơi này luôn. Thiệt ra là cái chân khi mình đẩy cái chân này á, là nó đã đi thông hết rồi. Okay. Ra mọi người đập cho người nhà là đẩy vậy nè, nha. Rồi cái mình kéo xuống vậy, ha. Rồi mình đẩy như vậy, rồi mình kéo như vậy, thì mình sẽ tập cái phần cơ trên đây, phần cơ dưới với cái trên luôn. Đây nè, ha. Hồi nãy mình tác động cho sư cô trên đó rồi, bây giờ mình tác động cái phiên như này thì mọi người sẽ thấy cái điểm nó ở đây nè, đây nè, nó chạy từ đây ha, đây ha, lại đây nè. Thì bây giờ mình sẽ đẩy cái này vô đây nè, đau nói nha cô, đau nè. Thì cái này nó đau ha, thì mọi người cũng ấn nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 mà con ấn về là sư cô nghe nó thúng lên tới đâu? Lên tới đầu gối luôn phải không? Mọi người thấy không? Nó đều ảnh hưởng lên trên đó hết ha. Thành thử là khi mình ấn cái này á là nó cũng làm cái mạnh cái đầu gối lên, mà đồng thời nó cũng là giải tỏa cái cơn đau, thấy chưa? Đây không? Ấy da, ấy da, ấy da, thấy không? Thấy không? Rồi á. Mọi người thấy chưa? Rồi. Thành thử á là tại vì nãy mình xử cái này rồi, giờ mình không cần suy nghĩ tâm lý đâu. Bây giờ mình xử cái chỗ này. Mà tôi đố mọi người, nếu mà đứng về mặt mà thủ châm á, túc châm á, thì cái điểm này là điểm gì mọi người biết không? Điểm này là điểm gì ai biết? Không biết. Nó là thuộc về đốt xương sống, sống lưng á. Không phải, qua đà giáp tích nó nằm ở cột sống lưng. Còn cái điểm này nè là nó ứng dưới cái cột sống lưng. Cho nên á là khi mà em ấn ở đây á thì nó cũng giảm đau cột sống lưng. Hiểu không? Rồi bây giờ là mình làm tiếp nè, thay vì nãy tôi nói là túc tâm lý á, bây giờ mình đẩy lên nè, đây nè. Đây nè, đau cho nó nói nha. Đau này ha. Nè. Rồi 1 2 3 4 5 6 7 8 10 ha. Đây. Thấy không? Mình làm cái này nó có cái lợi vô cùng, mình ấn nó không có mệt cái tay mình ha. Đây nè. Rồi nó thốn lên tới đâu? Hết biết rồi, hết biết chỗ nào rồi. Đã mê mẩn à. Đau hết cả rồi. Thấy không? Rồi thì mình ấn cái này á, là riêng cái này không á, là cái chân của cô tự nhiên cũng mạnh lên rồi.
mà mọi người không có ngờ đâu, mình ấn có việc chút xíu thôi ha. Bây giờ mình muốn thêm nữa là mình coi thử cái điểm này đau không ha. Nè. Đau hả? Đó. Thì dạ, mà mọi người mới thấy là cái điểm này không đúng túc tâm lý nè, nó nằm trên túc tâm lý nè. Tại túc tâm lý á, là tự độc tị nè, đo xuống nè, rồi bên đà đau cái gì cũng đau nè. Đau không? Thấy không? Mà thiệt ra cái này á là người nào không đau ấn cũng đau. Đấy, cơ này á là nó chạy vui như thế nào, nó làm đau lắm nè. Dễ chịu liền á. Rồi. Cái này mà nó đỏ được kia. Đó nhất. Mọi người chịu thôi, sao cho tôi để đừng tổn thương cho người ta. Nhấn này là hết đau đầu liền, tại giờ đang đau chân. Không còn nghĩ đến đau đầu. Không còn. Đâu, thì khi mà em thấy những cái khực ở đây á, thì nó bị tắt mấy cái này. Thì như vậy là mình, chút lúc mình soi dầu mình làm nhẹ thôi. Làm gì nhẹ thôi. Rồi mình muốn cho nó tan cái này thì mình ấn tay vô, ấn thả giống như nãy trong nó nói ha, và cái này. Nhưng mà nếu như trong trường hợp mình làm sực sực xong rồi thì mình co cái chân xuống nè, thấy cái này phải để này coi nè ha. Cầm đi. Em đẩy lại coi khác chưa? Mất rồi ha. Mất rồi thấy chưa? Tức là nó thông rồi. Ha. Rồi. Rồi mình cũng có thể là mình co cái chân này lên luôn mình đẩy. Mà cái, khi mà mình dùng dầu á, mình bôi rồi mình lấy cái mình đẩy á, rồi những cái điểm đó lần lần nó mất hết. Mà khi nó mất hết thì những cái nó giống như cái xoắn xoắn vậy đó, nó giãn cơ rồi hết thì cái chân của người bệnh nhân người ta nhẹ nhàng. Hiểu chưa? Thành thử là khi mà tại sao mình đẩy ha, đẩy hết cái sực rồi thì bây giờ lại còn miếng nè. Đó nè. Ú ú em. Giờ mới dầu nè, cô hay được. Là anh em mới là thằng sốc kỹ quá mà không có. Mình đi massage kiểu này rồi là có cadeau rồi đó. Rồi đó đây nè, nè thì người nó khực nè. Thì cái lúc đầu á mình làm á, cô thấy cô đau nhiều chỗ lắm. Nhưng mà làm nhẹ lần 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 cái cơ nó duỗi hết rồi. Thấy không? Rồi cái chân này. Mọi người biết á là trong cái phần mà hồi xưa thầy đã cố tình, hồi xưa thầy chuyên môn làm đá nè. Cái cây cái này thực ra là cái cây đi chữa bệnh. Riêng cái đá này không nè. Thấy không? Nó là rất là đặc biệt. Đó. Đó, thấy bị không? Sực quá ha. Đó. Đó, bây giờ cái này cái nó nghe nó đau nhiều ha. Nhưng mà khi mình đẩy mới ban đầu vô á, thì nó sẽ bị, nó có rất nhiều, nhiều. Cái lần lần nó giãn theo. Bớt đau rồi ha. Đây nè, đau rồi. Ấy giời ạ, ấy giời ạ. Đây nữa nè. Ok. Rồi, thế thì mình bữa nay mình học thêm được hai cái dòng này, cái việc Sanri tức là việc túc tâm lý và cái cách tác động và cách ấn và ấn thả để cho cơ nó duỗi thì mình nắm được hết rồi. Thì cái này á là mình sau này mình chế biến thêm là do mình thôi. Đây là giúp rất ít cho những cái người mà bị chân bị yếu. Em nó cái van, nó là cái điểm của cái cơ khoeo. Vì cái này cái khoeo này nó dồn hết để nó bảo vệ cái khớp gối dưới nè. Thật sự là nó rất là đau nè, đây nè. Nó đau dữ lắm. Đây nè, ấn vô nó đau dữ lắm nhưng mà khi mà tác động vô cái này á thì nó sẽ làm mạnh cái chân dữ lắm. Nè. Một hai thì đó không có là cơ nó bấu vô cái đầu gối nè nè quy trung ở đây, quy trung nằm ở đây, âm cốc
là thủy quyệt của thận. Thận của mình nghe thầy. À, tỉnh Quỳnh Dư Kinh Hợp, cái này là thủy quyệt. Vì cái này tính theo ngũ du quyệt thì nó là thủy quyệt. Nhưng mà nó là đau đúng ngay cái cơ khoeo nè. À. Nhưng mà khi mình tác động vô cái này á, thì nó sẽ làm mạnh cái cơ khoeo lên, thì nó làm cho mạnh gối lên. Một chút xíu á, cái bài học sau á, thì sẽ dạy cái cơ tứ đầu á. Thì cái cơ tứ đầu nó hơi phức tạp chút xíu. Nhưng mà khi mình làm mạnh cái cơ tứ đầu, cái đầu gối nó hết đau à. Cô đi cái đầu gối hay bị nhắc nhắc. Cô đau chưa? Đầu gối nào nhiều nhất? Đó, đó thì gối này nhiều nhất. Thành ra là nó cái cơ khoeo này cũng bị đau nhiều nhất. Phải không? Đó. Hey à, qua wow. Cái đầu gối thì mình cũng chà cái dầu lên cái đầu gối, tại vì tất cả những cái đó nó đều bám vô đầu gối này hết. Rồi bây giờ em tìm cho thầy cái điểm đau ở đầu gối đi, chung quanh đầu gối nè. Bây giờ mình chưa nói tới cái gì ghê gớm á, giờ chỉ tìm cái đau đầu gối thôi. Đó, tức là đi vòng vòng, tại vì những cái gân nó bấu vô cái đầu gối, nó giống đưa lên khớp xương chậu, đưa lên xương trên đó. Rồi bây giờ mà tìm được cái điểm đau, em cứ ấn cho thầy 10 cái rồi nhả ra làm mấy lần. Sao cả mà nó cả nó mòn? Tôi biết rồi, nó cả nó mòn. Nhưng tại sao nó cả? Tại vì cái cơ tứ đầu của nó bị yếu, nó xa xuống, giống như phụ nữ bị xa tử cung, rồi đàn ông hay là mình thì nó bị bao tử, nó xa dài dài. Thì bây giờ mình không làm cho nó, mình không có, thì bây giờ mình điềm được cái điểm ấn đó, nó đau cho đó, đau cho đó xong rồi xoa nước đá giùm cho tôi hết đi, rồi những cái chỗ đau nó hết, hết rồi chịu khó xoa dầu cho nhiều chỗ đó, rồi bấm cho nó vô nhả, cho nó nhả cái xương nó, cho nó mạnh lại. Chồm chứ, em chồm lạnh rồi em chồm nóng nó mới sống lại chứ, nó chết mà. Rồi cái em chồm nóng nó sống lại, nó mạnh lại từ từ, nó kéo ra lên, khi nó kéo lên thì nó không có cả nữa. Mà như những mấy người mà có chờ nhờ khớp gối có dịch mà mình làm gì được không thầy? Bảo đảm hết luôn. Được luôn hả? Dịch không có cần thuốc dịch. Yeah. Tụi em nghe lời thầy đi, không cần thuốc dịch. Yeah. Thấy không? Rồi tại sao mà bà Lịch á, bà nổi tiếng về cái ngũ bội tâm tinh á, là tại vì khi bấm ngũ bội tâm tinh này nè, là cái cơ tứ đầu nó mạnh lên nè, tụi em coi nè. Nhìn nè nha. Nó giật. Yeah. Tụi em coi nè. Nó giật lên. Đây nè. Tụi em thấy không? Nè. Nè, thấy chưa? Nè. Khi nó liệt tụi em bấm vậy nè, phải kiên trì một thời gian, nó cứng lên, nó kéo mạnh nó lên, cái cả nó không còn nữa, và nó không còn cả thì nó không đau đớn nữa, và nó đi đứng cách dễ dàng, thấy không? Nhưng mà tại sao mình phải chồm đá? Tại vì tại sao nó liệt, mình phải đi ngược ngược lên nha. Nó liệt thì máu không nuôi được mấy cơ với mấy cái gân đó. Khi em chồm đá nóng lên, nó máu nó vô được trong đó, nó nuôi được. Rồi em hớp không khí oxy vô đầy đủ, oxy đưa vô động, nó nuôi dưỡng, nó tái cấu trúc lại cái cơ này. Xương 10 năm tái cấu trúc là buông xương. Các cơ sau khi thực hiện ăn 16, 8 tái cấu trúc lại hệ tế bào cơ luôn. Thành thử là nó phục hồi lần từ 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 lại hết, mấy cơn đau nó vẫn mất hết. Thấy không? Rồi nhờ cái ngũ bội tâm tinh nữa kết hợp, ngon lành. Con cái là báo với thầy là em theo thầy 5 năm nhưng mà toàn coi ở trên YouTube của thầy, nhưng mà em cũng học tới 5-6 ông thầy, cả dân tộc cũng có, từ ngày xưa em là dân công, cho nên là những cái thế võ như mà thầy chỉ là em nhìn em biết ngay. Không, nhưng mà bữa nay thầy giải thích em rõ chưa? Dạ, đúng rồi. Nên ra là mấy cái đó là ta không nói, không ai đi nói, thấy không? Nhưng mà tụi em đây là những người sẽ là tương lai, thầy tin tưởng là những người thầy thuốc, thì tụi em phải nắm được cái cơ chế của nó. Không ai đi dạy cho tỉ mỉ vậy đâu. Rồi em sẽ thấy á, là cái trường hợp của sư cô đây á, là ba bị ba bao nhiêu năm rồi, thì mấy 3-4 tháng nay nặng, cô đi không nổi. Cô tới đây cô đi đâu có ra gì đâu. Mà bây giờ hôm qua làm lần rồi, ông gì tôi quên tên rồi, ông Trọng nè, ông thấy, nhìn thấy nè. Rồi bây giờ á, là thầy chỉnh lại cái cơ tứ đầu hơi sơ sơ thôi nha, rồi bấm của bệnh tinh. Bây giờ tụi em coi bác đi khác rồi nè. Rồi em có chế một tí báo cáo với thầy. Em cũng từng đố cả bác sĩ giáo sư, thầy Tây
có cái tay này không dở được. Nếu mà tôi làm trong 30 phút mà dở được thì ông mất một thùng bia mà ông mà dở. Rồi nhậu liền, em tính ra cho. Rồi. Rồi rồi rồi. Đừng nói cái bà này bán ăn 16 8, ông nội tôi chưa nói. Rồi, đi nè. Rồi, đó. Thấy chưa? Rồi bây giờ sư cô thấy cái đầu gối bớt đau chưa? Nhẹ đó, nhẹ được rồi. Rồi nó phải có thời gian. Rồi, sư cô đi đường chậm, bây giờ đi nhanh lên chút. Dạ, nhanh lên chút xíu. Đó, đó, thấy chưa? Mọi người đi thấy khác chưa? Rồi, động viên cô nè. Ô, giỏi quá. Thấy chưa? Thấy không? So với cái bữa đầu sư cô đi ra sao? Bây giờ đi thoăn thoắt. Nhưng mà tôi đã nói rồi là sư cô vài tháng sau chịu khó làm thực hiện đồ những cái gì của mình làm. Thấy không? Thì vài bữa sư cô đi ngon lành. Ai vậy? Bây giờ đi Việt Nam, qua Việt Nam hồi trước đi bệnh giờ về đi lẹ làng ta nói chuyện ngạc nhiên vậy. Thấy không? Nhờ trời cứu. Ok, mọi người thực hành. Cảm ơn thầy nhiều. Dạ. Dạ. Rồi mọi người thực hành đi. Rồi xin mời, xin mời. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em.